Nhảy múa quá hăng say, Britney Spears phải nhập viện chấn thương chỉnh hình, vì gãy xương, có vẻ như nữ ca sĩ 38 tuổi, sẽ muốn cẩn thận hơn trong việc theo đuổi đam mê của mình. Mới gần đây, cộng đồng dư luận cũng như các fan hâm mộ khắp nơi, đã, được một fan sửng sốt, nhưng đồng thời cũng xúc động bởi, màn chia sẻ vô cùng bất ngờ đến từ chàng người mẫu Sam Ashari bạn trai hiện, tại của Britney Spears, trên trang mạng Instagram, cụ thể, chàng trai. Đã đăng tải hai bức ảnh liên tiếp thể hiện anh cùng với Britney trong phòng viện chấn thương chỉnh, hình chữa trị cho bàn chân vì một phút nhảy múa quá hăng say mà đã bị gãy. Ngoài ra, chàng người mẫu 26 tuổi cũng đăng tải một đoạn clip ngắn thể hiện hành động ký tên lên chiếc chân, bị bó bột của người bạn gái kèm theo một đoạn caption động viên vô cùng đáng yêu. Khi bạn làm vỡ một thứ gì đó, thì nó sẽ có xu hướng lành lặn nhanh hơn, và mạnh mẽ hơn. Cô bạn gái tôi đã vô tình làm gãy xương mu bàn chân của cô ta, vì một phút nhảy múa quá hăng say. Mong rằng em sẽ hồi phục thật nhanh chóng, để em có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của em nhé. Màn chia sẻ của cặp đôi đã thu hút khá nhiều sự chú ý trong ngày hôm nay. Ngoài Sam, các fan hâm mộ khắp nơi cũng đã biểu hiện sự lo lắng cũng như lời động viên tới giọng ca toxic. Và hy vọng rằng cô nàng sẽ sớm phục hồi để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê nhảy múa của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng bày tỏ sự e ngại cho rằng Britney sẽ khó có thể nhảy nhót sung sức như trước nữa khi bàn chân đã bị trọng thương như thế. Với tình hình nghiêm trọng như thế này, liệu rằng kỳ tích sẽ đến với Britney Spears và liệu cô sẽ có thể vô tư theo đuổi đam mê nhảy múa của mình như xưa? Bình luận của bạn được đánh giá rất cao. Hãy viết ở dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại